xúc xẻ làm mới năm nè, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc sắc xúc xẻ làm mới năm nè, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp, bước xuống giường thấp thấy đôi rồng trầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợn ông cồng cồng nữa ông cồng cồng. Ông 105 tuổi lẹ, vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. Các xúc xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc sắc xúc xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp, bước xuống giường thấp thấy đôi rồng trầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợn thôi ông còn cầm ngựa ông còn cầm. Bước sống 105 tuổi lẹ, vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành. Anh rồi tốt lành sẽ năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc sắc xúc xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi bước lên giường ca. Xúc sắc xúc xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc sắc xúc xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi bước lên giường cao thấy đôi rồng ấp, bước xuống giường thấp thấy đôi rồng trầu, bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợn ông còn cầm ngựa ông còn cầm. Ông sống 105 tuổi lẹ, vợ ông xinh đẹp đứa con tốt lành. Sắc xúc xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc sắc xúc xẻ năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi chúc mừng năm mới.